Thưa quý vị, sau thời gian dịch bệnh kéo dài, không ít trường mầm non giải thể, giáo viên không muốn quay lại làm. Hà Nội sẽ giải bài toán cho trẻ đi học như thế nào? Mời quý vị các bạn cùng tìm hiểu với chúng tôi về vấn đề đau đầu này. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 300 cơ sở giáo dục mầm non tư thuộc trên địa bàn thành phố giải thể trong khi đó các trường mở cửa thì hoạt động cầm chừng vì không có giáo viên, cơ sở vật chất chưa thể đáp ứng hết. Vì vậy bài toán sắp xếp chỗ học cho trẻ trong bối cảnh thiếu trường, thiếu giáo viên là vấn đề cấp thiết ở Hà Nội lúc này. Để giải quyết bài toán chỗ học cho trẻ, trước mắt, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông yêu cầu các trường công lập hoạt động tối đa công suất, ưu tiên cho trẻ mầm non 5 tuổi nhập học, chuẩn bị tốt nhất cho các em trước khi vào lớp 1 năm học tới. Để giải quyết bài toán thiếu trường thiếu giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm ưu tiên chỉ đạo cho các trẻ ở trường bị giải thể chuyển về học tại trường công lập, phụ huynh có thể gửi con ở trường công lập hoặc hệ thống ngoài công lập theo nguyện vọng. Phòng cũng khuyến khích các chủ đầu tư nhanh chóng thành lập mới các cơ sở mầm non tư thục để cân bằng lại cung và cầu. Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Kiếm cho hay, qua khảo sát khoảng 30 đến 40% giáo viên mầm non tại các cơ sở Nhóm lớp độc lập có ý định xin thôi việc hoặc không muốn quay trở lại làm việc sau khi trường mầm non mở cửa. Nguyên nhân chủ yếu do lương và đãi ngộ thấp, thời gian làm việc cao, nhiều giáo viên chuyển nghề khác trong thời gian chờ mở cửa. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau 3 ngày trẻ đi học trở lại, tỷ lệ trẻ đến lớp ở các trường công lập vào khoảng 75%, số trẻ ở các nhóm lớp tư thục đi học cũng đạt tỷ lệ tương đương. Hiện chưa có con số thống kê đầy đủ về lượng giáo viên mầm non đang thiếu, nhất là ở các trường tư thục và nhóm lớp Sở đang cập nhật số liệu này để sắp xếp giáo viên, tạo điều kiện cao nhất để 100% trẻ trong độ tuổi 3 đến 5 được đến trường học trực tiếp. Liên quan giải pháp khôi phục các hoạt động cơ sở mầm non tư thuộc ngoài công lập, ông chữ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện thuận lợi, nhất là khi các trường có nhu cầu thành lập mới tránh rườm rà về thủ tục hành chính nhằm thu hút đội ngũ giáo viên mầm non quay trở lại các trường cần công bố rộng rãi thông tin về nhu cầu tuyển dụng để họ có điều kiện tiếp cận đồng thời tổ chức bồi dưỡng giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục Trước tình trạng hơn 300 cơ sở mầm non giải thể do tình hình dịch bệnh, vấn đề trường ít trò đông và thiếu giáo viên là bài toán đau đầu với các trường mầm non, đặc biệt là mầm non tư thục. Hiện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các quận đang nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng cách kêu gọi các chủ đầu tư thành lập trường tư để giải quyết vấn đề chỗ học, đồng thời liên tục đăng tin tuyển dụng chế độ tốt để khuyến khích giáo viên mầm non quay trở lại ngành. Hy vọng những phương án này sẽ góp phần cải thiện tình trạng khó khăn của ngành giáo dục mầm non trước mắt.